hài cốt thật sự. Ôi, hiện vẫn tranh được ảo thế. Jerry vẫn ở nhà bắn carry hết luôn. Trời ơi, bây giờ bạn gặp sát thủ thì sao, bắn kiểu gì? Mày gặp Irene với sát thủ, con Jerry có làm được gì đâu. Nó chỉ bắn được những cái con đứng xa như kiểu The Raven này, The Hint rồi mấy con kiểu carry tầm xa thôi. Nó bắn con xa nhất. Nó gặp mấy con kiểu đùi lùi lùi vào thì nó phế bỏ mẹ. Được mẹ lại được biến thành tên chán thế. Rồi hạ cách đi hai luôn. Đây có lùn này. Đột biến lại hắc tinh, chán vãi luôn. Ô, gan lăng thốt kỳ. Ban ngày trái tim tất đấu đấu sư, trái tim tất đấu được công quyền luôn, thăng hoa đấu sư. Đấu sư à, đấu sư thì lấy gan lăng hắt tiền luôn nhỉ. Thế lùn đã, anh đâu biết ô thần tượng nằm đâu nhỉ. Ôi, không biết đầu sông hay cuối sông đây. Thả lấy sông cao, không biết cái ô thần tượng nằm đầu hay nằm cuối rồi đó. Thăng hoa lùn này. Tôi lấy đấu sư, tôi không đánh lùn đâu. Lấy đấu sư, tôi hát tiền. Ba lùn hai con này hát tiền. Hát tiền chân lý, hoặc là mình thích đánh găng ăn hơn. Đấu sư đánh con Lucian ngon lắm. Lucian rất khỏe ạ. Con này lấy ăn Blanc với Lucy thôi. Tôi nghĩ cái ô nằm trên ấy, đéo có ván ván nào mà hai ô nằm dưới liên tục đâu. Nghi lắm. Quá trời lùn này. Tôi nghĩ nằm trên lắm, nếu nằm dưới đâu. À, ô thần tượng đầu Hay sông là cuối đánh cái sông. Coron Ash trận này cũng được các bạn ạ. Mai là đánh Ash bạn ơi, mai, phiên thật mai đánh Ash. Ash ngày mai là nó 8 mũi tên ngay từ lúc đầu, với lại thêm một ô bắn ấy. Xin này đoán nó bắn hụt, bắn theo tới. Ui, thằng này băng lại bên luôn này. Tiền có tiền là có luôn. Mùa này chơi chán thật đấy các bạn, thật sự luôn. Mùa trước cảm giác chơi lùn nó còn vui, mùa này chán. Có một tí mẹ cảm hứng nào để chơi lùn thật luôn. Bạn bảo ra điện thoại có hứng như không? Đấy, ô thần tượng các bạn ơi. Bạn ơi, bạn xem nào. Ô kìa. Đâu, ô đấy, góc, phải, phải, phải. Rồi rồi, cuối cùng cũng đã tìm được chân ái rồi. Được, để bắt tí nhà phát minh vào. Lấy đống sư ô thần tượng này là mình cũng chơi rồi. Thì bọn này chơi phát minh sửa. Bắt chết lên đến ngang lan Lucy. Cái ô Senna này đẹp này, đứng bắn ừ. Sướng. Chéo Senna đứng, Senna đứng góc bắn nhiều. Nhiều target là tê nhất rồi. Các ô nào đẹp hơn. Nhưng mà như này cầm cái này vũ trụ thì được, không binh lắm. Tạm thì được. Cũng được mà. Cho nó tạo cái lớp xíu thôi, múc dư ra này tạo cái lớp xíu. 300 cũng được mà. Thì lại bạn nó qua đó. À tôi bị bạn nó qua này, nó mẹ mình lên sàn. Ôi khai giá qua, khỏe quá. Thua một con này. Cái giá thế. I can do this. Không phải là cái vấn đề chỉ carry hai vàng xuống ba vàng hay là không, mà cảm giác nó giống đánh nó cần nhiều thứ để mạnh quá. Nó mạnh thì nó vẫn mạnh, nhưng mà nó cần nhiều yêu cầu đồ đẹp, ấn đẹp, phải rôn đỏ, nó cần quá nhiều thứ. Đơn luôn anh em ạ.
thằng này hai xe na lắp xe na vô cực luôn rồi. Đó bạn. Như nhà phát minh mình còn 2 sao là khỏe rồi. Úi 2 tiền. Úi 2 vàng. Sao tôi không mất máu, giống như kiểu là đầu game ấy, cái pet của bạn gây không đam. Pet của bạn là sẽ gây không đam, nó chỉ mất máu vào những cái con tướng còn trên sàn thôi. Bạn đã giết hết quân bên kia rồi, bạn không có cứu thì không mất máu. Sao pet trước được. Ừ, bé luôn. Tôi lấy khăn phép rồi. Lấy khăn phép à? Mình lấy nước mắt. Bạn định lấy khăn phép á? Lấy nước mắt mình đánh ngoại binh hoặc là mình nuôi Lucy hay nước mắt được mà, chẳng gì đó. Bạn lấy kháng phép để làm gì? Mẹ đánh găng lăn để trả huyết kiếm, trả kháng phép. Rồi. Nhanh lanh luôn đúng không? Đây có kháng phép luôn này, đưa kháng phép nhá, kháng phép đầy máu. Kháng phép đi. Ui, mẹ mày tổ độ rồi. Seraphine luôn rồi. Hai nước mắt rồi mình treo người na chứ không? Đấy, lên level 5 nó phải thế. Phải ra một cái gì đấy. Lần nữa. Bú. Level 6 luôn đây này, level 5 cái gì đây. Đợt này tôi còn đéo cần phải đánh Senna luôn bạn ạ. Đánh form phát minh không cũng được. Ôi, Seraphine nào thì đơm luôn chứ còn gì nữa. Lên đánh dây dùng là ấm luôn. Không, đánh Senna nhà phát minh cũng khỏe mà. Thì Senna cũng khỏe, để xem các thằng kia nó có dần Senna không. Ủa thôi, kìa Senna 2 rồi bạn ơi. Senna 2 kìa một cái vô cực kìa thấy không. Thằng top 7 ấy. Mình đốt chết để cho nó tăng tỷ lệ ra ấy. Mình có tiền của 25 hát rồi. Đúng rồi, quẹt đi châu bọn mình mở. Thì thực tế mình để đấu sư này mình đánh Renata hoặc là đánh X ngon mà. Ari ngon mà các bạn, không cần gì đó. Thì cứ hát tiền mà 25 chết đi. Bạn thấy không? Người ta vô với 2 đồ game nó lúc khỏe luôn đấy. Hôm nay mình có vô với 2 mà mình đánh đéo chiếc nổi nó bực. Giáp kháng phép. Giáp kháng phép. Làm giáp gai không? Quán này vật lý nhiều ấy. Làm giáp gai luôn đi bạn. Ừ, thấy con Senna kia vô cực luôn rồi này. Ui, giờ hin luôn này. Bạn có muốn làm con giờ hin không? Giờ hin cũng được. Khăn nhưng mà cùng. Bây giờ cho vào luôn thì chưa cần đâu bạn ơi. Ý họ có cần không? The stage is set. Giờ hình ông thật tượng góc đẹp lắm. Đến giờ hình nhà phát minh ấy. Ngon lắm. Tôi biết rồi. Giờ hình nhà phát minh này phải giữ cho. Bạn có khăn rồi. Giờ một găng là cũng săn khăn rồi, đẹp má. Đấy thôi bạn ơi, nó dạng Zealand giờ là bú luôn nè, làm nhà phát minh luôn nè. Zealand xong rồi cho giờ hin vào luôn là hay mấy móc. Đúng rồi, bỏ cơ miêu thôi. Thì bắt con kết lên thì lại kết hợp với con dây. Úi giời, đúng phải. Làm nhà phát minh giờ hin. Cùng chơi, cùng chơi ra giờ hin nè. Thì vía này, mà đéo ra con Lucia mẹ đi. Đây, phát rồi, phát đấy. Ừ thì mình cũng phải căng thôi mà phải căng mình công thôi chứ biết làm được. Ui nước mắt kìa. Mình rồi, nước mắt rồi. Đây mình cho bạn cái nước mắt. Rồi cũng săn, ui giờ hi mình cũng săn khăn diệt cái thứ này. Đâu rồi. Làm take back what's mine. Đâu có Lucy ạ, bị mà rain vần cái gì đó. Ok nhá. Come on it, bless you. Cho ngoại binh vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Nó biết kiếm chứ các bạn. Mình cần cần một cái BF nó biết kiếm. Tân sau bạn lên chat không? Tân sau mình để luôn giờ đi quay chứ. Tân sau mình để luôn giờ đi với bạn luôn nhá. Cũng được. Mọi bên thân bỏ lùn đi, thế thì lùn nó cũng có tiền mà các bạn. Lùn nó cũng ra tiền mà. Mọi bên thì cũng tiền mà. Thế bạn thì... sau mà đánh con Jin form này mà 7 nhà phát minh thì ngon này. Ít chí mạng xong nó búp 100% chí mạng. Thôi mình cầm chắc lại rồi các bạn. Bán này cũng ngon mà, có gì đâu. Sao, vào, spam tăng tinh. Đâu, giờ hit đâu, sang chưa? Cho bạn nó nước mắt luôn đấy. Đi bạn nào xô lên xô dưỡng đi. Bỏ mình bạn thêm con giới hình thế này. Anh nồi ạ. Thôi cũng còn lâu mới giới hình 2 bạn ơi. Đi thôi không bắt nha. Có tiền quá. Ok. Nếu mà mình từ từ mình hát được nhiều tiền mình dư ra mình bắt. Lấy đấu sư với bài hai cái mắt mà có hiếm cái gì thì mặn cứ lắp tạm rồi nhìn thế thôi, biết đâu mặn ra dây si sớm mà có đắp bằng dây si à. Ông ấy như kiểu bị thất tình ấy các bạn ạ. Ảo thất tình mà vào spam với các anh tình cái gì. Ui tôi có trái tim xạ thủ đi mẹ em đi đéo cần kết lin đéo cần cảnh binh luôn nhở. Travel them find me a path. Đấu sĩ là ngon rồi này. Mình cần BF quá. Thế team xạ thủ có cái gì nữa? Thế team tái chế, đánh bố tái chế mà không thích đánh. Còn đến cuối cùng thì là cái gì? Thế team xạ thủ thì khỏi kết ly cũng được. Ừ. Khỏi cái sao kẹp ví cũng được bạn. Ừ, lấy ví. Thì thêm tăng càng ngon hơn cái gì đó. Thế team xạ thủ thì tiết kiệm được một slot mà. Ngon mà. Bỏ một liên xạ bốn đấu sĩ luôn bỏ làm gì? Để như liên xạ mình đang ngoại bên hóa. Thua có sao đâu. Má luôn tiền lướt lại bị em kìa. Rồi bắn Kha'Zix rồi. Rồi. Ừ, một vàng ngon, hai vàng ngon. Điều đó sẽ ra rồi. Ừ, hết ra ngoài. Núp trong góc đó mày. Bù một đấm chết bảo lường. PS hai đứa đều cần. Thôi bạn lấy, mình lấy gặn Lucy trước. Ý, khó chứ bạn. Nhá thì ghét không? Thôi bạn này bạn lấy gậy đi, bạn lấy gậy đi. Tôi giáp được quyền năng bạn ấy. Bạn lấy gậy đi. Không quý thư à? Không cần. Tôi giáp được quyền năng. À mà cung ấy rồi nhở? Địt mẹ. Cung làm diệp rồi, nháo quá lên. Làm thêm quyền năng nữa là khỏe. Dư cái khắc phép là tí làm kham đấy các bạn. Đứng dư khắc phép là tí làm kham. Bắt ngay mâm nha, nhớ. Được rồi, kẹt tâm. Nào là nhớ ngay nãy rồi, coi rồi, ngay lần 2. My vengeance will be bloody. Ngon. Rồi, ngay lần 2 là bắt đầu AFK rồi các bạn, lên 50 tiền rồi tiếp. Ê, thằng này nó Lucy à? Ngon, đấy, hai chiêu được tiền ngay. Hai tiền. Nhờn, đầu nó thích. Ôi, vẫn chết 15 giây kìa. Anh chị nói em tìm nhanh thế. Mang tiền về cho bạn. Deep free shot. Mang tiền về cho bạn đấy. Deep free shot rồi bạn ơi.
chùa thì đéo được, bị kẹo luôn. Đi lên bóc kỳ rồi bạn ạ. Ôi bóc kỳ là gì? Không cần, không cần. UC ngang lắm thôi. Này đúng trên meta. Ui thằng này nó hủ chín à. Kinh vậy. Sao mình đánh bài này mình nhớ được cái ấn gì? Mẹ nhắn bây giờ cáu thế nhở. Đắt kiếm luôn. Chùa chát khó khăn thế này. Bọn nó thấy dễ mà ta. Đéo biết. Nó kiếm dễ, nó dễ luôn. Ôi quá lẹ, quá lẹ. Hay. Chơi trò là vô mất đam rồi. Bắn. Ui một viên thôi là thật chắc luôn mà. Thật chắc là thắng rồi. Thua. Bây giờ con gà na nó chắc chắn nó chọn con rác mà. Nó chọn con sai đâu chọn con gà nào. Đi nấu ra. À có Lucian này. Thế lên 50 vàng bắt đầu roll tiếp rồi đấy. Lên 50 tiền rồi roll. Mình đuổi bẫy thôi. Form mình đèo vào. Mình thay con mẹ vào đây này. Để lấy giảm hồi máu là được rồi. Thế nào có Zinix thì thấy không? Bốn đúc sĩ là đẹp. Ờ, kia bán Senna 2 luôn ạ. À. Vãi lìn. Đỉnh mặn tỉ cái kháng phép ạ. Cay thế. Ủa nước mắt nữa đi. Quyền năng đi. Năng quyền năng. Mình thiếu được một cái BF quá. Ui, game khó quá bạn ơi. Tôi đéo có con kia nhưng tôi lại bù được con này. Thôi đánh bằng gì? Ờ thôi thôi, mẹ lấy sẽ tìm sát thủ mà đánh bằng dây xì. Thôi, bạn đóng cái quyền năng luôn đi kìa. Đúng. Ồ, tao định giáp gai luôn đấy chứ. Giáp gai có rồi. Ngáo. Quyền năng thú tượng giáp gai. Từ từ, đừng có thú tượng, đừng có thú tượng. Mình có là mình giữ ba kháng phép này. Đi quyền năng hút rồng, giáp gai hút rồng vào đây. Ờ, quyền năng giáp gai hút rồng. Thằng con được cái cốc cho con đứng gấp. Thôi mình làm đi tìm đủ tội như này. Rồng đi tìm đủ tội. Má, thằng này bướm mới ngói. Một thiếu, đường má lên đi đây hai rồi. Thiếu bé quá, bực mình quá. Y rẻ hài. Ừ, biết dây xì chưa? Mẹ mày leo 7 ra con 5 tiền. À đúng là con dây. Ờ hay thật chứ. À bạn mình thiếu bé, bạn cũng thiếu bé. Làm sao xài được. Hay nhỉ. Hay làm được thiếu bé. Tí mình đợi khám phép cho mạnh. Rồi mình xả để hai cái phép này mà nếu mà có hai cái BF thì là hai cái huyết kiếm cho Zinix nữa. Rô lên. Chắc mình hấp 8 rô quá, hấp 8 kiếm Zinix luôn. Anh không rô mà, đi anh có rô đéo đâu. Thằng này đổ bó hũ xong rồi Raven thân được thì các bạn ôm Raven nhá. Ván này nó 2 Nego, Raven 3 đấy. Có Raven là bắt ngay mà. Tôi cút đấy. Mà nó đi ra sắp thủ máu đấy. Này nó là tương lai tươi sáng quái đái luôn ạ. Đồ như kẹt các bạn ấy. Đồ như con kẹt luôn. Đồ như cút luôn. Đồ xấu, đéo gì này. Tổng cộng 4 cái khác phép. Bản toàn vật lý. Sản phun vật lý cho 4 cái khác phép. Cáo đấy, chịu được. Nghe đần ra tồn. Cái sàn đứng vật lý không luôn. Đéo có một thằng phép luôn à. Có một thằng đấu sư phép à. Đúng một thằng đấu sư phép. Mẹ cho 3, 4 cái khác phép. Nghĩ nó chàng. Đéo một cái bé nào. Anh em đi chợ nữa thì mơ được BF bạn ơi. Khả năng con đấy của bạn, tôi đẩy cho các bạn cái quyền năng nữa đấy. Là bạn cầm hai quyền năng cái danh nên đấy. Hai quyền năng là lấy đéo không là hút máu. Hút máu đần lắm. Thì đấy, nhưng mà biết sao giờ, đang tính những trường hợp xấu ấy. Đấy, kiểu không đánh được cái gì luôn, thằng Raven này, bạn nó khỏe luôn rồi. Đục đau.
Đánh ngoại binh được không sớm, cái này mình đánh găng lăng mà, đánh ngoại binh đâu, ngoại binh đang kiếm tí tiền thôi, có đánh ngoại binh đâu. Đang kiếm tí tiền thì có lệ, ngoại binh gì. Nó còn đứng cao nữa, khó đấy. Đồ xấu. Mẹ ấn cuối đã cho tôi cái chiến lợi phẩm thì tôi đéo mà hút máu cũng được. Nó nhá, nó biết mình cần, không biết anh em mình cần nó nhá, nhá mình cần. Nó nhá ghét thật. Đi bạn tôi biết phải lấy cái lồn gì bạn ơi. Tôi chắc lấy găng à. Cùng. Lấy găng đi. Lấy găng làm lồn luôn. Lấy găng có gì là mặt tay cũng lý được mà. Đần đấy rồi mà. Thì mặt tay cũng lý đâu có gì đó. Cho cái thiện sản liên hoàn nè. Chiến lợi phẩm cũng được. Chiến lợi phẩm tí mình lâm cung mình cho di tích cùng cung cũng được các bạn. Lucien thì 1, Găng Lăng 2. Rồi nếu thằng anh Vành giỏi thật. Ok, gì đó. Để đấy, tí mình đánh phong này mình lên 9 mình đánh di tích luôn. Đánh di tích 6 đốc sĩ. Hay là mình làm một trận số liên xạ đây. Có một lề này, nó chơi Lucien chung với mình đây này. Mình sẽ bỏ con móc ra mình 4 sắc lục dạ đây. Này nó là Lucy bao rồi đấy này. Đấy, đéo là Lucy. Tụi này kiểu thích chơi trùng bài đấy lắm. Lucian cầm đúng cái Grip. Trái tim phát minh. Trái tim. Đi mẹ đấu sư tiếp. Cái ép sư công nghệ thôi các bạn ơi. Mình lấy cái ghép đi cho bạn đỡ giấy. Đấu sư không ngon đâu. Một cái đấu sư thôi. Cái ghép cái nhà văn minh thì đánh trận đéo là cũng thế. Chán vai cả cướp. Là cái gì ấy? Cùng. Một làm gì? Đừng có tham đấu sư. Lấy cái ghép đi, tí là đánh con Zinix thôi. Mày đốc chép là đánh con Zinix thôi. Chắc khỏi luôn, đánh 3 luôn. Có này đánh lên 2, UC 2 thôi. Cấp 9 ấy. Cấp 9 luôn. Ô, nhiều zin quá này. Mở ôm đi. Có Raven nhớ ôm nhá, mẹ sắp Raven 3 đó thôi. Kha'Zix ván này hai thằng Kha'Zix 2 rồi bạn. Lên chết đã phải zin hết. Đó gì. Ô, ta nên đổ văn con Vi ở đây mặt. Chờ nốt tân cuối đi, xem nó có ra cái đồ cho con Seraphim xong rồi tôi sẽ làm bổ tanh cho con dây xỉ. Mình lên chiếc mình đánh bằng 6 đấu sĩ, Zinix. Thế thôi. Bối móc đánh xong là triệt để hơn em. Nếu mà đánh 4 người móc, ra cả cây da luôn này. Một ganh tanh, một ấy xong rồi ra cây da luôn này. BF đi, xin cái BF đi. Có cái thằng phép ở đây ạ này. Cùng lắm làm quyền năng đó, cam phép thì mình cho bạn rồi, yên tâm. Nằm đấm này. Để xem mình bắt được con gì cho bạn đã. Người xì mình để qua cam phép cho. Mắt đánh đổ phế thế, trời ơi. Trời ơi, có BF rồi, tôi có BF rồi. Trời má đồ, bạn có thể cho mình cái BF được. Bạn có thể xài bản tên công lý hay cái gì. Đồng ý cho bạn cái BF luôn, để nó phải xoắn. Cho bạn cái BF, cho bạn cái BF luôn. Tôi sẽ làm một cái nắm đấm. Nắm đấm đi. Đi mở nó. Nếu có BF thì mình cho luôn bạn đấy. BF với gì? BF với một con Lucy qua đi. Có đồ luôn. Để mình okay. Nắm thích kiếm cái đấy. Bây giờ bạn cho mình cái kháng phép đúng không? Thì mình làm bút rồng đúng không? Thì mình sẽ okay. Dư một cái quyền năng đã này. Cái này thì chắc là mình lấy đồ ra. Kháng phép lại cho mặt này. Chính là gì để cầm cuồng cung này. Nói chung là cho con gì kháng phép đi là làm gì cũng okay. Bán này. Đi kháng phép này. Rồi ép này. Mà cần con Vi không? Mà để luôn con Vi kháng phép vào cho. Sợ hơi phí đẩy á. Thà bạn cho mình một con Zin 1 nó còn hơn một con Vi. Bán này mình không roll lên lên 3 đâu mà đốt 9. Đốt 9 mình đánh bằng Thế có bán cái play không hay cứ giữ nhá. Cứ giữ đi, cứ giữ đi. Đốt 9 thì vẫn roll được em lên 3 mà. Đúng rồi. Đấy, sáu tin này. Ok ok, mình sẽ có 9 nào, sẽ có 9 nào.
góc đép đi mẹ bắn tay le luôn các bạn ạ. Bắn tay le luôn. Bộ từ bạn này mới trích 3 cũng khổ này. 5.2. Savor the misery. Đi gì nick vào đây. Cho tất cả. Ờ, tôi tâm lý ở chém con nam. Đi mẹ bắn này tôi cho tâm kẹt để bác luôn rồi. Liếm liếm liếm. Cái cung này. Đấy, tí mình thay con Ri bằng con Zenith các bạn ạ, nó đẹp không? Lucy 2 bắn này được. Má con Riven nó đứng tôi, phải đái chứ. Nhờ nè, nhờ nè. Nhờ nè. Giáp đi. Đấy, Zenith nè. Giờ hin vội gì, châu còn đẩy mà, 5.3 châu đẩy được cái nữa mà, châu hay đẩy mà lo gì. Xin châu còn hin 1 trước đi, là chắc cái kèo. Chứ giờ đẩy con Vi thôi, chắc là cần theo phép thôi. Vi sang cũng có lên được V2 đâu. Cái ra một cái tiếp theo. Ôi, đã bắn cái ra. Cái ra. Má em hơi mất thời gian bật ulti đấy em ạ. Không là em thắng rồi đấy. Ông này lên 9 mà chưa có Raven 3 luôn à. Còn vì mà thấy ai lao thì bạn mất cái đối thủ thôi. Thề luôn ý. Cả cái trận này đéo được ra được cái ấn nhà phát minh luôn ấy. Thì bắn mất cái đối thủ thôi. Mình đã chờ quá lâu cho một cái ấn nhà phát minh đéo có rồi. Vãi lồn pinh bẩn thế nhở. Đi con mẹ mày. Có cần phải như thế không? Pinh thẳng luôn mà. Lấy cả dây ke tôi luôn này. Ngon tôi thứ. Bị thư à. Lấy cái giáp lửa đi. Pinh. Pinh á. Pinh lấy hàng cứt. Ông sắp Raven 3 đi các bạn. Ông cứ ping con tin của mình thôi. Cày vãi lồn. Thịt con nó hẹn với cày vãi lồn. Trời ơi. Đây JC nè bạn ơi. Tôi chạy được. I'm always ready. Đéo có tiền cho cá không luôn, cày vãi. Lucy thì chưa hai rồi. Bán cụ mới đi luôn này. Thân mẹ nhéo để nữa. Chán quá cả lồn. Nếu bao giờ bán nhà bán mình. Chơi game cọc quá đấy. Đó có gì mít mắt mình nhỉ. Đây là hai lần ông tư liên tục. Nó thua. Đơn này, ừ đúng rồi. Tôi có Zeri và Draven rồi. Bạn chắc chắn là không cần đúng không? Đó mới là Lucian 2, trùng tức vậy. Tôi đần đấy. Tôi đẩy con Lucian bây giờ mới lên 2 luôn. Metal is harder than flesh. Thì vẫn đánh thắng được thôi, gì đó, muốn lên xảo các bạn mà. Còn Raven tôi không muốn ôm người ta các bạn ạ, thì thôi hay là ôm nhỉ. Ôm. Cá này nó bắt là không cần các bạn, để Lucian đi, Lucian nhiều đam mà. Nè Lucian này, đam ok phết này. Thì bếp này. Nè Lucian top down này. Lucian top down phải lên thế. Có thêm Lucian đấy. Ôi một trang bị thành phần này nó. Bạn không cần đâu đúng không? Ừ. Cần đẩy ganh banh để lên 3 đúng không? Ừ có ganh banh thì đẩy ganh banh. Khỏi bắt Lucian. Tôi cứ giữ đây. Nhớ lên bùn bắt Lucian 2. Bút 7 này mình cho con Rek'Sai đi. Mình còn 2 đẩy cơ mà.
vậy thì rách xài nhé. Có cái ghép xe công nghệ các bạn nên mình chia đồ. Bạn có lấy diệt không? Cho bạn lấy diệt cho con Phoenix này. Ừ. Nếu bạn có công nhân lần 2 thì đẩy cái gì qua đây. Hoặc là Phoenix thì đẩy qua đây. Cá ăn giáp đi, cá ăn trâu. Lại một cái lấy gì này. I'm always ready. Đéo có gì nick nhỉ? Bực thế nào? Bạn này cho bạn JC nhá, JC 2 nhá, cần không? Đồng ý. Đéo cần con kia bà luôn. Thế lại luôn các bạn ơi, cho nó chắc. Thôi mình bán cái này đi, mình ôm con ngon na đi rồi. Dây 2 giáp gai vuốt rồng quyền năng nó khỏe. Đéo nổi cái thằng này. Mày cầm 2 viên bạn ạ. Ôm Raven đi, Raven một con nữa 3 kìa. Nghỉ luôn giờ. Crit phép ấn học giả thông đạo. Crit phép. Đây, ganh banh 2 cầm diệt qua luôn này. Nếu có gì nếp thì cho nuôi Lucien. Lucien cầm đầu các bạn ấy. Mess with the bull and you get the horns. Luôn không? Cái gì? Zinix. Thì thôi từ từ, chia lên 2, chia lên 2. Zinix hoặc Tham Ken. Chia lên 2. Tham Ken thì không cầm được, Tham Ken rất là tăng, tôi cần Zinix. Bạn hết đẩy đúng không? Hết đẩy rồi. Ôm đây bắn thôi. Rồi, tự roll. Ghê, cái này ghê. Cái này khét thế. Được rồi, tìm rằng con này chọc chịu rồi. Đấy, Lucien 3 đồ nó bắn nhấc người lên đây này. Chê Lucy. Thằng cách lên, đúng rồi, bạn thắng nó xong rồi. Không phải lo. Chê Lucy này. Ôm nốt Raven đi, nó ba là cút luôn đấy. Ôm rồi mà. Tôi bán gì thì tôi ôm Raven. Quỷ thư cốc vô cực. Quỷ thư cốc vô cực à? Cho tôi cái cốc đi. Rồi, bạn đẩy con gì đi vào đây. Whatever. Mày cốc lý đi. Kiếm cốc kỳ khác các bạn ơi. Nhưng có cái khác cũng được. Có cái khác đưa này đấy. Khác à, đó đẹp vào đấy. Móc rồi. Đéo cần găng lăn ba cái này luôn. Đéo luôn ra chứ phải đéo cần. Đen vãi lần. Nói thế cho nó sang cái mồm. Đồ nó xấu đéo thể tả được. Mà vẫn tấp một được các bạn này. Không sợ. Anh em thấy clip này hay á, thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình dép tướng mới hoặc là build đội hình mới á, thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Dễ, dễ, châu, châu, châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.